Dạ, của Vân bước sang ngày thứ ba hả mọi người? Đây Vân lấy buổi sáng ha, còn đến chiều nay mới được 3 ngày. Thì Vân làm vô lý, vô trái với là vô rổ ha. Thì ai chưa biết làm thì làm theo cách của Vân ha, rất là đơn giản. Thì Vân mời mọi người cùng Vân làm giá ha. Vân xin chia sẻ làm giá đậu xanh ha. Này Vân mua hai lạng đậu. Đậu thì Vân mua ngoài chợ ha. Thấy đậu đẹp đẹp Vân mua, chứ Vân mua trong Bách Hóa Xanh về làm đậu không lên. Làm giá thất bại mọi người. Vì Vân đi làm giá 7-8 năm nay rồi. Nhưng mà khi Vân mua đậu của Bách Hóa Xanh thì về làm là giá là không không lên. Thì đậu không biết sao Vân làm mấy lần rồi đó. Còn cái này là Vân mua ngoài chợ ha. Đây Vân mua 2 lạng. Giờ Vân bỏ vô Vân rửa ha. Rồi là vo đậu. Vân vo đậu cho sạch xong đây. Cái hạt nổi này lên anh bỏ ra ha. Đầu ở ngoài quê vẫn là đầu làm giá là mua đặt về người ta, đầu chuyến làm giá đẹp lắm, còn đầu này thì mua ngoài chợ cũng được đẹp mấy. Bây giờ vẫn đổ cái nước này đi, vẫn thay cái nước khác để vẫn ngâm thôi, vẫn đổ nước khác vào đây. Cái đầu vẫn ngâm được 5 tiếng đó mọi người. Đầu này thì cũng không được xanh vậy, màu hơi vàng ha. Ngâm xong giờ vẫn đổ cái nước này đi nhé. Hôm nay vẫn ủ 3 cách ha. Vô trong ly. Ly này thì vẫn là cắt hai gửi dưới cái đại lý ha, là vẫn làm vô trong chai để vẫn thử nghiệm ha. Vẫn trước khi nào ủ vô trong chai giờ vẫn ủ, vẫn là đục xung quanh ha, còn giữa cái đại này là vẫn không đục ha. Vậy là vẫn ủ vô trong rổ lót khăn. Bây giờ vẫn cứ làm 3 cách này nhá. Khăn ủ trong 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 rổ á, thì khăn này vẫn là nhúng nước ẩm đấy ha. Khăn này là vẫn chuyên ủ giá đó. Cái dàn ra nên là cái màu khăn hơi nâu nâu thôi, chứ không phải dơ đâu. Khăn vẫn chỉ dành riêng ủ giá thôi. Vẫn bỏ như này, còn trong rổ thì vẫn cũng dàn cho đều, vẫn cho đều như này. Xong bên này ấy một lớp khăn lên như này cho nó ẩm á, cho nhanh. Rồi xong vẫn bỏ vào trong cái một cái nó tung lại hết. Vẫn lấy cái bịch đen nó trùm lại như này.
trông lại như này chứ ngay đầu tiên thì vẫn chưa dăn lên ha. Vẫn ủ qua đêm được 12 tiếng mọi người. Đấy giờ vẫn đang cho giá uống nước này. Giá bắt đầu nứt mâm rồi. Vẫn giờ cho giá rào hết nước ha. Con nước ở trong này là giá bị thối mọi người. Nhưng mà phải làm cho ra hết nước trong này. Đấy, cái lý này vẫn ấy bên dưới đáy á. Nên là vẫn phải bỏ cái chén này để cho nước để ngâm ngâm giá. Đây, vẫn bỏ trong chai đây, để vẫn đổ nước đó. Phải làm cho hết nước trong này nhé. Đầu này ủ thì cũng dễ lắm, nhưng mà mình không ấy hết nước á, nó còn nước trong này là giá của mình thổi mà hư hết luôn. Còn vẫn ủ ở trong đây, trong này ẩm thì nó lên nhanh hơn mọi người. Trong này ẩm này vẫn ấy hết nước dốc như này nhá. Mình chỉ cần ngâm 5 đến 10 phút. Có lần vẫn làm vẫn quên vẫn để mấy tiếng đồng hồ luôn mà mai già không bị thối mọi người. Đó, để như này nghiêng cho chảy hết nước ha. Xong rồi mình trùm lại ha. Lấy bọc đen. Bọc đen hay bọc gì cũng được, nhưng mà mình là để trong bóng tối á. Đấy, cái này chưa hết mọi người. Đó, vẫn làm cho chảy hết nước hay không nè. Thối hết già luôn. Bỏ cái này ra. Đây, hai cái này thì vẫn lấy cái bọc đen mà trùm như này. Còn cái trái này thì vẫn lấy hết bọc đen này, vẫn bỏ cũng như này. Vẫn cột lại. Vì còn cái này thì vẫn ấy hết nước, trong thì vẫn cùng lấy cái bọc đen. Cái này thì vẫn để đến chiều thì vẫn mới gian mình lên thôi mọi người, để cho mập giá ha. Để chiều vẫn quay cho mọi người coi ha. Đó, rồi vẫn bọc lại như này thôi. Sau 2 đến 3 ngày là được ăn mọi người. Giá vẫn ngay thứ hai đó mọi người. Để trong lý. Vẫn làm trong chai đây. Mở trong kia ấy ra. Trong này, trong cái rổ này thì giá lên nhanh hơn mọi người. Vẫn cùng hung danh lên á. Nếu mà mọi người muốn mập á thì lấy cái đổ ít nước á, lấy cái tháo cái tố gì có nước đen trên này nè. Nặng lên giá mập á. Giá này thì được thêm ngay nữa là ăn được mọi người. Đây, giá vẫn giá ngay thứ ba này. Giờ vẫn mở ra. Coi. Đây mọi người. Đây. Cùng dễ làm không mọi người ha. Đấy. Vẫn có lót gì đâu. Cái này người nào chưa làm bao giờ cũng làm thành công luôn mọi người, dễ lắm. Cứ cho rào nước lại đây. Để trong rổ đẹp ra. Dạ, mình làm thì nó không đẹp được đẹp chứ ngoài chợ, nhưng mà an toàn mọi người, giá sạch luôn á.
chứ mình làm thì rễ nhiều này, nhưng mà trời làm thì rễ ít rễ mập, nhưng mà họ thuốc không á. Giờ mình lấy da ra mình bỏ. Dạ thì cái lúc đầu vẫn nói từ đầu vì ổ là đầu cũng không được đẹp á, nhưng mà làm giả vẫn thành công ha. Thì vẫn kết thúc video đấy. Vẫn cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã coi hết cái video của Vân. Nếu thấy thích thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vẫn cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.